người Mỹ thừa nhận Nga đã thắng rồi. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cuộc chiến Ukraine và hậu quả mà Kiev phải hứng chịu khi tiếp nhận các xe tăng Abrams của Mỹ. Ngoài ra, rời khỏi chiến trường Đông Âu, một mâu thuẫn mới đang nảy sinh giữa Canada và Ấn Độ. Trong cuộc đối đầu ngoại giao này, ai là kẻ khôn, ai là người dại? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Trực thăng NATO cất cánh và sáng sớm ngày hôm nay, hoạt động hàng không của NATO đã tăng mạnh ở khu vực Biển Đen. Theo dữ liệu nhận được thì máy bay quân sự của NATO đã bay trên bầu trời của Romania cách đây vài giờ. Điều này xảy ra trong bối cảnh có báo cáo về việc Ukraine đã phát động một cuộc tấn công tên lửa mới vào Sevastopol. Đồng thời, cũng có thông tin rằng máy bay không người lái cảm tử Geran của Nga đang hướng về phía Ukraine. Các cuộc không kích tầm xa gia tăng từ cả hai phía làm dấy lên nhiều lo ngại. Đặc biệt, đó là khi có sự tham gia của các nước phương Tây. Một máy bay trực thăng Apache của Hoa Kỳ đã được phát hiện ở ngoài khơi Biển Đen. Trong đợt tập kích vào Sevastopol trước đó, thì một máy bay trinh sát của Mỹ cũng đã hoạt động trong khu vực này. Các dấu hiệu đó đã đặt ra câu hỏi liệu họ có tham gia vào các cuộc tấn công hoặc là hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine hay không. Trước đó, Romania tuyên bố có quyền tấn công vào các mục tiêu trên không ngay cả trong trường hợp có mối đe dọa tiềm tàng Điều này đã tạo ra các rủi ro cho các cuộc xung đột mới. Xe tăng Abram và đạn uranium nghèo đã tới Ukraine. Hôm nay, ngày 26 tháng 9, các kênh truyền thông độc lập đã đăng tải hình ảnh về lô xe tăng Abram đầu tiên của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine. Tổng cộng có 10 xe chiến đấu được vận chuyển. Theo nguồn thông tin từ Ukraine, việc giao hàng đã được thực hiện bằng đường sắt. Điều đáng chú ý đó là, cùng với xe tăng, người Mỹ cũng viện trợ 1.000 viên đạn uranium làm nghèo cho Kiev. Đạn uranium nghèo được biết đến với khả năng xuyên phá, đặc biệt nó hiệu quả khi chống lại các mục tiêu bọc thép bao gồm cả xe tăng và các công trình công sự kiên cố. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng loại đạn này có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe của con người. Dự kiến, khoảng 20 phương tiện chiến đấu còn lại sẽ được chuyển giao tới Ukraine trong tháng tới. Phản ứng với các hành động này, dân biểu Major Taylor Green đã tweet rằng Quốc hội chưa bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh ở Ukraine, nhưng mà chúng ta đang gửi xe tăng Abram. Nó làm cạn kiệt kho vũ khí quân sự của chúng ta. Mỗi ngày, dưới sự lãnh đạo của Biden, mối đe dọa về thế chiến thứ ba càng ngày càng lớn hơn và khả năng chúng ta bị tổn thương trên trường quốc tế càng ngày càng sâu sắc. Cuối cùng thì bà kêu gọi không viện trợ tiền đến Ukraine. Có một chi tiết khá hài hước đó là người đứng đầu lầu nông góc lại yêu cầu quân đội Nga không truy lùng Abram bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã nói việc lặp lại tình trạng của những chiếc xe tăng đức là điều không thể chấp nhận được người nga đã săn đuổi chúng và ông ấy kêu gọi nga hãy chơi đúng luật nhưng mà chơi theo luật của ai và kẻ nào là người đặt ra quy tắc luật chơi sẽ là một điều rất ngớ ngẩn khi yêu cầu đối thủ đứng im để hứng chịu đòn tấn công từ abram và không cho phép ai tiêu diệt nó trên chiến trường vấn đề nằm ở chỗ là liệu xe tăng abram có thể giúp ích gì cho ukraine hay không theo người đứng đầu của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov đã trao đổi trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Warzone cho biết xe tăng Abram mà Kiev mong đợi sẽ không tồn tại được lâu trên mặt trận. Ông này nói rằng xe tăng Abram phải được sử dụng trong các hoạt động rất cụ thể, được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi vì nếu như chúng chỉ đơn giản được sử dụng trên tiền tuyến trong các trận chiến vũ trang hỗn hợp thì chúng sẽ không tồn tại được lâu. Chỉ vài chục chiếc xe tăng xuất hiện trên chiến trường sẽ giống như là muối bỏ biển. Đồng thời, Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine chỉ ra rằng tên lửa ATACMS CMS tầm xa mà Bộ Chỉ huy Ukraine mong đợi sẽ không làm thay đổi tình hình ở mặt trận. Theo ông, Washington phải cung cấp ít nhất là hàng trăm loại vũ khí này để đạt được hiệu quả tích cực cho Kiev. Bản thân Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng đã từng chỉ trích xe tăng Abrams. Đặc biệt, họ cho biết đang từ bỏ các kế hoạch cải tiến lớp vỏ và bắt đầu tăng cường khả năng cơ động cũng như là khả năng sống sót của các phương tiện này trên chiến trường. Defense News đã viết về điều này. Như vậy thì có thể thấy phiên bản hiện tại của xe tăng Abram đã lỗi thời và khó tác chiến. Cho nên, việc Mỹ tài trợ nói cho quân đội Ukraine sẽ không làm thay đổi được tình hình trên chiến trường. Ngược lại, chúng có thể trở thành gánh nặng cho chính quân đội Ukraine bởi vì họ sẽ phải huấn luyện các tổ lái mới mà khả năng tiến hành huấn luyện trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát là rất hạn chế. Chưa kể tới việc các phương pháp huấn luyện cho mỗi xe tăng cũng khác nhau các tổ lái xe tăng này sẽ không thể điều khiển các loại xe tăng khác. Ngoài ra, mỗi mẫu có những đặc điểm riêng, khả năng cơ động, tầm bắn, trọng lượng, cỡ nòng. Như chúng ta đã biết, Ukraine hiện đang sở hữu Abram của Mỹ, Leopard của Đức, Challenger của Anh, cũng như là T-55, T-64, T-72 và T-80 hiện đại hóa của Liên Xô, do Ba Lan, Slovenia và nhiều nước khác cung cấp. Một nồi lẩu thập cẩm như vậy sẽ khiến cho việc triển khai đội hình tăng thiết giáp hiệu quả là điều cực kỳ khó khăn với bất kỳ một đội quân nào trên thế giới. Hơn nữa, quá trình sửa chữa bảo dưỡng sẽ rất khó đối với quân đội Ukraine. Những chiếc hư hỏng sẽ phải vận chuyển đến những xưởng chuyên dụng tại các quốc gia viện trợ và điều này sẽ dẫn đến gánh nặng cho hậu cần. Đó là còn chưa kể, việc sử dụng Abram của quân đội Ukraine sẽ chịu sự khống chế của Mỹ. Lầu Năm Góc sẽ giới hạn việc sử dụng loại tăng này ở chiến trường nào, trong điều kiện nào. Ví dụ, để giữ cho thể diện và bảo vệ sự uy tín của vũ khí Mỹ. Các chỉ huy người Mỹ có thể ra lệnh sử dụng chúng ở tuyến tấn công thứ hai sau tuyến tấn công đầu tiên bằng xe tăng Liên Xô vượt qua các bãi mìn. Mà những chỉ huy người Mỹ này thì lại chỉ đạo ở một nơi an toàn, họ đâu có trực tiếp tham chiến, cho nên không thể biết được những khó khăn mà quân đội Ukraine gặp phải. Rất có thể, khi ở thế bí thì Kiev sẽ tung Abram vào chiến trường mở và số phận của chúng sẽ lại giống như là Leopard. Abram cũng rất nặng, chỉ có thể sử dụng khi thời tiết khô giáo khi mưa và tuyết bắt đầu rơi thì các phương tiện này có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động ít nhất là vài tháng. Đã thấy người Mỹ là chỉ giao cho họ vài chục chiếc, một phần sẽ được dùng cho huấn luyện, vậy thì còn lại bao nhiêu cái sẽ được đưa ra chiến trường. Bởi vậy mới nói rằng Abram sẽ chẳng thể làm được điều gì to tát trong chiến trường Ukraine nào. Về vấn đề này thì cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc Đại tá Douglas McGregor tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ tiêu diệt xe tăng Abram bằng các cuộc không kích động cơ của Abram để lại dấu hiệu nhiệt rất dễ phát hiện. Mặc dù có thể vận hành liên tục trong vòng 8 giờ mà không cần tiếp liệu, tuy nhiên, điều đó không thể đảm bảo rằng chúng có đủ nguồn nhiên liệu khi vấp phải cuộc tấn công bất ngờ. Mark Rigor tin chắc rằng xe tăng Abram sẽ không thể làm thay đổi cán cân lực lượng tại quân khu phía Bắc. Quý vị có thể thấy, có vẻ như là sự hỗ trợ đối với Ukraine của Mỹ không có gì đáng kể. Và chắc chắn rằng nó sẽ dừng lại trong tương lai gần bởi vì Washington cũng đang phải lo ngại việc chính phủ phải đóng cửa vì hết tiền. Bây giờ đây người Mỹ thậm chí còn đang thảo luận về kế hoạch để rút khỏi cuộc chiến hao người tốn của này. Tiết lộ của nhà báo Mỹ, nga đã thắng rồi. Nhà báo điều tra huyền thoại người Mỹ, Samuel Hess, trong bài viết mới nhất đã thẳng thắn tuyên bố rằng thực tế là quân đội bị bao vây của Volodymyr Zelensky không có cơ hội chiến thắng nữa. Lời khẳng định này chắc chắn sẽ gây ra những khó chịu đối với những người Mỹ bình thường những người cho đến nay vẫn liên tục được cung cấp những hình ảnh chiến thắng và những báo cáo lạc quan quá mức về việc ukraine chiến thắng hoặc ít nhất là đẩy lui được người nga đây là chủ đề chính của xu hướng truyền thông ít nhất là trong suốt năm đầu tiên của cuộc chiến thậm chí là vào cả mùa hè sau đó tuy nhiên báo cáo của hess trích dẫn một nguồn tin tình báo giấu tên người này đã dành những năm đầu sự nghiệp của mình để chống lại sự xâm lược và gián điệp của liên xô nguồn tin này cho biết bất chấp những nỗ lực liên tục của một số người nhằm coi cuộc phản công của ukraine là tiến bộ chậm nhưng ổn định sự thật lại hoàn toàn ngược lại tất cả chỉ là dối trá nguồn tin này nói với hess chiến tranh đã kết thúc nga đã thắng ukraine không còn hành động gây hấn nào nữa nhưng nhà trắng và giới truyền thông mỹ phải tiếp tục nói dối nguồn tin này giải thích rằng sự thật là nếu quân đội ukraine được lệnh tiếp tục tấn công thì họ sẽ nổi loạn những người lính không muốn nhảy vào chỗ chết nữa và điều đó khác xa với những thứ vô nghĩa mà nhà trắng đang tuyên bố Nga xóa sổ đoàn tàu Ukraine chở thiết bị quân sự ra mặt trận Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay cho biết lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhắm vào các vị trí tập trung tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài và trung tâm huấn luyện của các nhóm phá hoại thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ này nói thêm rằng tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng và mục đích của nhiệm vụ đã thành công. Ngoài ra, Lực lượng tên lửa cùng với lực lượng không quân và pháo binh đã tấn công vào các trung tâm chỉ huy và trạm quan sát của hai lữ đoàn Ukraine ở khu vực Kherson và Krasnogorovka thuộc vùng Donetsk, cũng như quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine ở 116 khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga còn vô hiệu hóa một máy bay chiến đấu của Ukraine tại sân bay Dogichenko ở vùng Dnipropetrovsk Hệ thống phòng không nga còn đánh chặn một số tên lửa HIMARS và đã bắn hạ 33 máy bay không người lái ở khu vực Luhansk và Zaporizhzhia. Quân đội nga cũng đã phá hủy hai kho đạn của ukraine ở vùng Kherson và Danyjev. Trong một tin tức khác gần đây, một đoàn tàu chở thiết bị quân sự của ukraine đã bị tập kích bởi tên lửa nga. Một máy bay không người lái đã ghi lại được sự việc này. Cuộc tấn công này chắc chắn đã gây ra tổn thất rất nặng nề cho Kiev. Điều đáng nói thêm đó là gần đây các lực lượng vũ trang nga càng ngày càng sử dụng nhiều hơn các tổ hợp vũ khí có tính sát thương cao trên chiến trường đầu tiên các máy bay không người lái trinh sát của nga sẽ phát hiện mục tiêu và cung cấp tọa độ cho sở chỉ huy sau đó tên lửa dẫn đường sẽ tấn công dứt điểm mặc dù bom fab của liên xô là loại bom không có điều khiển nhưng người nga đã phát triển một bộ lượn để biến chúng thành vũ khí chính xác có thể điều khiển được vào buổi tối ngày hôm qua lực lượng vũ trang nga đã tấn công một sân bay quân sự quan trọng của ukraine là kubakino nằm ở phía đông của Nikolaev. Có nhiều bằng chứng cho thấy rất có thể họ đã sử dụng bom FBP cho cuộc tấn công này. Được biết, phía Ukraine đã sử dụng sân bay này để phát động các cuộc tấn công vào Nga bằng tên lửa Storm Shadow của Anh. Đánh giá của các bức ảnh, một máy bay Su-24M của Ukraine cũng đã bị phá hủy trong cuộc không kích. Chủ tịch Ủy ban Phát triển châu Âu của NATO kêu gọi ném bom Serbia trong bối cảnh tình hình khu vực Ban Can càng ngày càng trầm trọng thì Chủ tịch Ủy ban Phát triển châu Âu của NATO, Gunther Fellinger, đã bày tỏ quan điểm cực kỳ cứng rắn đối với Serbia. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông tuyên bố đã bắt đầu cuộc chiến của người Serbia chống lại Kosovo ở vùng Banjska. Những lời của Fellinger đã gây ra sao động lớn trong cộng đồng quốc tế. Ông ta nói, tôi kêu gọi NATO ngay lập tức chuẩn bị can thiệp vào Serbia, ném bom thủ đô Belgrade ngay bây giờ. Điều đáng chú ý là những lời kêu gọi hiếu chiến như vậy lại đến từ một người có tầm ảnh hưởng trong cơ cấu liên minh, có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa NATO và các nước trong khu vực Balkan, đặc biệt là trong bối cảnh đang xảy ra các cuộc xung đột quân sự mới trong khu vực. Ban lãnh đạo NATO vẫn chưa đưa ra bình luận về quan điểm của Günter Flinger. Tuy nhiên, điều này đã làm nảy sinh một vụ bê bối rất nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng, không thể nói đây là tuyên bố ngẫu hứng, và nó đang nói rõ bản chất của NATO một kẻ chuyên đi gây chiến khắp nơi trên thế giới này. Giải độc đắc cho Nga ở Bắc Cực. Khu vực Bắc Cực ẩn chứa nhiều bí ẩn, có tầm quan trọng chiến lược đối với các quốc gia như Mỹ, Canada và Nga nhờ trữ lượng lithium khổng lồ. Nga đang thực hiện các bước đi chiến lược trong việc triển khai khai thác lithium, đặc biệt là ở khu vực Bắc Cực, nhằm trở thành nhà sản xuất nổi bật toàn cầu về nguồn tài nguyên quan trọng này. Người đứng đầu bộ phận kinh doanh tại công ty con TVL của Rosatom Mikhail Metiokin đã tiết lộ kế hoạch khai thác 45.000 tấn lithium hàng năm từ mỏ bán đảo Kola. Sản lượng này sẽ đáp ứng được nhu cầu trong nước khi mà Nga đang nỗ lực để gia nhập hàng ngũ các nhà cung cấp lithium hàng đầu. Khi nghị định xanh được sinh ra thì người ta cho rằng xe điện sẽ là giải pháp thay thế cho dầu mỏ. Khi này, nhu cầu toàn cầu về lithium tăng cao bởi vì nó đóng vai trò không thể thiếu trong việc sản xuất pin lithium ion vốn được sử dụng cho các thiết bị điện. Nguồn dự trữ dồi dào loại tài nguyên này của Nga đã đem đến cho họ một lợi thế đáng kể. Nếu như phương Tây muốn loại bỏ năng lượng Nga bằng cách kích cầu sử dụng xe điện, thì Nga lại trói buộc thế giới bằng cách trở thành nhà khai thác nguyên liệu lithium hàng đầu thế giới. Và cho dù vẽ ra trăm phương ngàn kế, thì những nước phương Tây vẫn phải để Nga nắm giữ vị thế tuyệt đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều người cho rằng Bắc Cực chỉ là vùng đất băng giá, nhưng mà tầm nhìn của ông Putin không hề viển vông. Bên dưới bề mặt đóng băng đó là trữ lượng dầu, khí đốt khổng lồ và các nguồn tài nguyên chưa được khai thác như là lithium. Hơn nữa, khi băng tan do biến đổi khí hậu, Bắc Cực sẽ trở thành tuyến đường vận chuyển hấp dẫn, có thể kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển. Các nhà lãnh đạo Nga đã thấy được vấn đề này, cho nên họ đã tập trung rất nhiều nguồn lực vào vùng Bắc Cực trong những năm gần đây. Chúng ta biết rằng, ở đâu có nhiều con mồi thì ở đó cũng có nhiều thợ săn và Bắc Cực cũng vậy. Bây giờ đây, Vùng này đang trở thành trung tâm của một cuộc giằng co địa chính trị lớn, trong đó Nga nổi lên như là một quốc gia thống trị. Vùng biển băng giá rộng lớn, quyến rũ và đầy bí ẩn này không chỉ có tuyết. Nó còn có giá trị chiến lược đối với các quốc gia như là Mỹ, Canada và Nga. Trong khi Nga tuyên bố quyền sở hữu tuyến đường biển mới xuất hiện thì Mỹ và Canada cũng không chịu ngồi yên. Khai hỏa cuộc chiến Canada Ấn Độ. Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Canada và Ấn Độ đã đi vào giai đoạn băng giá. Chuyến thăm gần đây của ông Trudeau tới Ấn Độ có thể được ví như là một cuộc đi bộ trên dây, nơi mà mỗi bước đi đều đe dọa sẽ làm dạn nứt mối quan hệ hơn nữa. Chương trình nghị sự của ông Trudeau khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. Ông này cáo buộc Ấn Độ can thiệp vào các vấn đề của Canada. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Trudeau đã đưa ra nhận xét gây tranh cãi. Ông ấy trích dẫn những cáo buộc mà ông cho là đáng tin cậy, nói rằng đặc vụ Ấn Độ có liên quan tới cái chết của một thủ lĩnh ly khai người Ấn đang được Canada bảo vệ. New Delhi đã truy nã người này từ lâu và đã treo giải cho ai có được thủ cấp của ông ta. Cho nên, khi ông ta bị sát hại thì mọi nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi đã phản ứng rất gay gắt và cho rằng cáo buộc này là vô lý và có động cơ. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, việc Trudeau đến Ấn Độ dường như đã châm ngòi cho một mối thủ chuyển kiếp. Ngay sau hội nghị này thì Canada đã chỉ hoãn lịch trình đến Ấn Độ của một phái đoàn thương mại dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10. Đây là một sự trả đũa rõ ràng. Không dừng lại đó, Canada còn trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ, người đứng đầu nhóm nghiên cứu và phân tích ở Canada. Về phía mình, New Delhi cũng không chịu lùi bước, họ đã trục xuất một nhà ngoại giao Canada với lý do can thiệp vào công việc nội bộ và liên quan đến các vấn đề hoạt động chống Ấn Độ. Trước sự leo thang này thì Canada đã quyết định tăng cường đáp trả bằng một khuyến cáo du lịch, kêu gọi công dân của mình tránh xa Jammu and Kashmir, một vùng đất thuộc quyền quản lý của Ấn Độ. Họ lấy lý do rằng tình hình an ninh ở đây khó lường. Cho đến nay thì cuộc chiến ngoại giao này vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng, xuất phát từ những cáo buộc của Canada về kẻ đứng sau cái chết của nhân vật ly khai người Ấn nói trên. Để gia tăng áp lực lên Ấn Độ, Trudeau đã nỗ lực tập hợp cái gọi là đồng minh thân cận nhất của ông ta. Trudeau đã thông báo cho các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Mỹ về tình hình. Nhưng, rốt cuộc thì ông ấy chỉ nhận về những phản ứng lạnh lùng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese vẫn kín tiếng về vấn đề này, trong khi người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ. Phía Anh cũng có thái độ tương tự, cơ bản là thương mại lấn át tất cả. Còn các quan chức Mỹ thì bày tỏ lo ngại nhưng mà không tán thành các cáo buộc của Trudeau. Ông ấy nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại đang diễn ra với Canada về vấn đề này và kêu gọi hợp tác trong cuộc điều tra. Có thể nói rằng hy vọng của Trudeau về một mặt trận thống nhất đã tan thành mây khói. Và thông điệp này rất rõ ràng, lợi ích kinh doanh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiêu trò ngoại giao của Trudeau. Chưa dừng lại ở đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lựa chọn theo đuổi thỏa thuận thương mại song phương với Ukraine thay vì Ấn Độ. Trudeau dường như tin rằng động thái này bằng cách nào đó sẽ khiến cho Ấn Độ phải bối rối. Đứng về góc độ tư duy mà nói thì nó có phần khó hiểu khi mà Canada lại lựa chọn coi Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Ukraine có lợi hơn so với việc hợp tác cùng Ấn Độ, một đất nước có nền kinh tế sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới. Như chúng ta đã biết, vào năm 2022, khối lượng xuất khẩu Ấn Độ-Canada đã đạt khoảng 8 tỷ USD. Trong đó, Canada đạt doanh thu là 4 tỷ USD. Tuy nhiên, khi dạn nứt đang leo thang thì rất có thể khối lượng xuất khẩu này sẽ bị ảnh hưởng. Về mặt đầu tư, các quỹ hưu trí của Canada đã rót hơn 45 tỷ USD vào Ấn Độ, khiến cho nước này trở thành quốc gia nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Canada lớn thứ tư trên toàn cầu tính đến năm 2022. Các khoản đầu tư này trải rộng đến các lĩnh vực như là cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ và dịch vụ tài chính. Khả năng New Delhi từ chối hoặc là thu hồi các khoản đầu tư này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho Ottawa. Ngoài ra, bởi vì căng thẳng ngoại giao, có thể các doanh nghiệp Canada đang làm ăn tại Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại có hơn 600 công ty Canada đang kinh doanh ở đây với khoản đầu tư vượt quá 3,6 tỷ USD. Nếu như các hoạt động này đột ngột bị dừng lại, nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế, vốn đã mong manh của Canada. Tổn thất ước tính trong trường hợp Ấn Độ cắt đứt mọi mối quan hệ kinh tế và kinh doanh sẽ lên tới khoảng 52,6 tỷ USD. Với căng thẳng đang leo thang giữa Ấn Độ và Canada, kết quả của các mối quan hệ thương mại, đầu tư sẽ rơi vào tình trạng bấp bình, và cộng đồng toàn cầu vẫn đang theo dõi sát sao những diễn biến này cũng như là những tác động tiềm ẩn của chúng đối với mối quan hệ lớn hơn giữa Ấn Độ và Canada. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.